Video hôm nay mình sẽ trả lời những cái bình luận của các bạn, số thứ 20 ha. Và bạn nào quan tâm đến những số trước thì mình sẽ để chung một cái danh sách phát để các bạn tiện theo dõi nha. Rồi đến với câu hỏi đầu tiên là của bạn Huy Trần, là có ứng dụng nào để check được cảm biến của camera ở trên điện thoại không ạ? Thì có nha bạn. Giả sử các bạn vừa mua một chiếc điện thoại đi và các bạn thắc mắc là tò mò là cái điện thoại của bạn vừa mua nó sử dụng cảm biến của hãng nào, của Samsung hay là của Sony hay là của hãng nào khác, nhưng mà các bạn tìm thông tin về cái cảm biến đó trên mạng của chiếc điện thoại đó lại không có, thì các bạn hãy vào bên trong CS Play và tìm kiếm với cái từ khóa là HVK nè. Rồi các bạn sẽ tải về một cái ứng dụng có tên là Diver Info HVK. Sau đó các bạn sẽ cài đặt ha. Cái ứng dụng này thì cái dung lượng của nó chỉ có 1,9 MB thôi, cũng rất là nhẹ nhàng. Và sau khi mà các bạn tải xong rồi á, các bạn sẽ mở ra. Đó, rồi nó sẽ cho các bạn xem tất cả những cái thông tin về cái điện thoại. Còn các bạn muốn xem về cảm biến của camera, các bạn sẽ kéo qua bên máy ảnh nè. Đó, thì ở đây điện thoại, đây là cái chiếc Realme 5 Pro của mình, thì nó có 4 camera phía sau và một cái camera phía trước nè ha. Nó hiện từng cái tên nhà cung cấp luôn nè. Đó. Thì cái IMX586 là cái cảm biến chính của nó nè, là của Sony nè ha. Rồi xong rồi cái camera phía trước của nó là cảm biến IMX là của Sony luôn ha. Ba cái camera còn lại là Holitech GC2375H, SB2509V của Holitech. Thì những cái tên tuổi này không có nổi tiếng. Rồi đến với bình luận của bạn Daniel Cao, thì bạn có bình luận là: bạn ơi, mình muốn mua củ sạc zin chân kim cho Nokia với viên pin BB6M, bạn có link shop nào uy tín không ạ? Thì đối với cái chuẩn loại sạc chân kim của Nokia hiện tại mà các bạn muốn tìm sạc riêng thì rất là khó nha. Thực tất là có nhưng mà rất là khó. Để có một cái phương án khác để mua sạc cho những chiếc điện thoại Nokia mà an toàn, các bạn không cần phải lăn tăn, thì vào Thế Giới Động hiện tại cũng có đang bán những cái mẫu sạc chân kim nè ha. Đó, ví dụ như chỉ có 50.000 thôi mà yên tâm ha. Đây, lên đến 5W luôn á. Chỉ có 50.000 thôi thì các bạn đã mua được một cái sạc chân kim. Và những cái sản phẩm sạc ở trong Thế Giới Động thì mình thấy là nó đảm bảo được cái an toàn hơn là các bạn mua những cái hàng trôi nổi mà không rõ nguồn gốc nha. Ngoài ra nữa thì nếu các bạn muốn tiết kiệm hơn và không muốn bỏ quá cái số tiền 50.000 này, các bạn có thể chọn những cái sạc chân kim mà cũ ở bên cái linh kiện cũ của Thế Giới Động á, thì nó sẽ rẻ hơn nữa. Nhưng mà nếu mà tốt nhất thì các bạn cứ chọn cái loại mới cho nó an toàn nha. Đến với bình luận tiếp theo là của bạn Minh Khôi, thì Samsung S3600i có 3G với Wi-Fi không? Là cái chiếc điện thoại này của Samsung là không hỗ trợ 3G với lại không có Wi-Fi luôn nha bạn. Đến với bình luận tiếp theo là của bạn Đây Là Đâu, thì anh ơi, tại sao những máy Android bây giờ RAM 1-2GB RAM, kể cả dùng app phiên bản Lite luôn, ví dụ như là Facebook Lite nè, TikTok Lite nè, thì vẫn rất là giật lag, chứ chưa nói gì đến những máy RAM dưới 1GB RAM. Vậy thì năm 2022 rồi thì nên dùng smartphone Android từ bao nhiêu GB RAM trở lên mà không giật lag vậy anh? Mong comment này được lên sóng ha. Thì đầu tiên nói về tại sao những cái thiết bị máy Android giá rẻ bây giờ RAM 1-2GB mà dùng cái app bản Lite nào mà nó vẫn lag, thì cái nguyên nhân mà cái máy lag nó đến từ nhiều cái yếu tố chứ không phải là RAM. RAM chỉ là một phần trong số đó thôi. Ví dụ như những thiết bị đó nó đã là giá rẻ rồi thì tất nhiên nó sẽ trang bị cái bộ nhớ tốc độ đọc ghi thấp nè. Đó, rồi thứ hai nữa thì nó sẽ trang bị về cái việc mà RAM cũng là cái thể loại đọc ghi thấp luôn. Nó sẽ có nhiều chuẩn RAM nha bạn ha. Rồi tiếp theo nữa thì nó sẽ có về cái việc mà con chip, đa số những cái máy giá rẻ thì những cái con chip nó cũng rẻ luôn. Rồi đó là về phần cứng. Về phần mềm thì những chiếc smartphone Android giá rẻ cũng không được các hãng tối ưu tốt về mặt phần mềm nữa ha. Cho nên là rất là nhiều yếu tố làm cho nó giật lag, chứ không phải riêng về cái yếu tố mà RAM 1-2GB mà nó giật lag đâu ha. Còn nếu mà bạn so sánh với cái những chiếc smartphone Android ngày xưa, những cái dòng ngày xưa, ví dụ như những điện thoại cao cấp ngày xưa mà RAM nó 1-2GB thì tại sao mà nó vẫn tốt, thì ngày xưa nó là nhà cao cấp, nó sẽ được tối ưu hơn. Và vào cái thời điểm mà nó ra mắt á, thì đa số những ứng dụng đều được tối ưu cho cái những chiếc smartphone RAM 1-2GB. Và theo thời gian thì đến thời điểm hiện tại thì các ứng dụng nó đã được cập nhật rồi, cho nên là nó sẽ không phù hợp nữa ha. Kể cả những chiếc điện thoại đó mà hiện tại nếu như các bạn lên Android mới hoặc là cập nhật những cái phiên bản ứng dụng mới thì nó vẫn lag như thường thôi ha. 2022 rồi thì nên dùng smartphone Android RAM từ bao nhiêu trở lên để không giật lag ha. Đó, như nãy giờ mình nói nè, tố làm cho cái thiết bị của chúng ta giật lag thì nó đến từ nhiều cái yếu tố, là về chip nè, về
bộ nhớ trong, tốc độ đọc ghi bộ nhớ trong, về tối ưu phần mềm của các hãng nữa ha. Cho nên là gần như là ở cái RAM bao nhiêu, ví dụ RAM 8GB mà không được tối ưu tốt thì kia, hoặc là con chip tệ thì nó vẫn giật lag như thường ha. Phone ở thời điểm hiện tại mà mình cảm thấy RAM mà ổn nhất á, thì nó sẽ tầm vào khoảng là tối thiểu nhất thì chúng ta nên chọn 4GB trở lên nha. Tiếp theo là bình luận của một bạn có tên gọi là, rồi cái tên này rất là sốc luôn ha. Anh ơi, game của máy có gì thú vị không anh, có đáng giá 15.000 hay không? Thì cái trường hợp này bạn hỏi về cái những cái game mà được cài ở cái phiên bản dùng thử ở trên cái chiếc Nokia 25 4G ha. Thì cá nhân mình không có chơi game cho nên là mình nghĩ là 15.000 thì không xứng đáng ha. Còn nếu bạn là thích chơi những cái game giải trí nhẹ nhàng đó thì các bạn có thể chi ra 15.000. 15.000 thì tính ra cũng chỉ bằng một ổ bánh mì thôi mà. Về cái việc mà ra game này có xứng đáng hay không thì nó sẽ tùy thuộc vào cái nhu cầu của các bạn nữa ha. Còn riêng cá nhân mình thì thấy không xứng đáng nha. Rồi đến với bình luận tiếp theo là của bạn RAZ09, là Samsung A52S 5G và A53 5G thì nên mua máy nào nhỉ ha. Về mức giá nha, là Samsung Galaxy A53 5G đang có mức giá là 9.990.000, còn A52S 5G là mức giá là nó đang được điều chỉnh về mức 8.490.000, tức là nó rẻ hơn cái phiên bản A53 5G ha, nó rẻ hơn là khoảng 1.500.000 luôn á. 1.500.000 là một cái số tiền đáng cân nhắc ha. Và giữa hai con chip này á, là mình sẽ thích cái A52S 5G hơn nha. Đầu tiên là về nó sử dụng con chip Snapdragon 778 5G nè, là con chip thì mình cũng thấy mình thích hơn. Về dung lượng RAM và ROM thì RAM 8/128 thì nó cũng tương đương với nhau nè. Về cái bộ camera chính ở phía sau ấy, thì cả hai đều có tương đương về cái số lượng camera, nó cũng không có khác biệt nhiều lắm về mặt camera. Và camera phía trước đều là 32 megapixel ha. Chỉ có một cái ưu điểm của A53 5G là có viên pin là 5.000, còn cái viên pin của A52S 5G chỉ có 4.500 thôi, và cả hai đều hỗ trợ sạc nhanh 25W. Nhưng mà A52S 5G chúng ta sẽ được tặng củ sạc, còn A53 5G thì các bạn phải mua thêm cái củ sạc đó ha. Còn về màn hình thì cả hai đều trang bị cái màn hình AMOLED 6.5 inch nè, rồi cái tần số quét là 120Hz nè, độ sáng tối đa là 500 nit nè, vẫn là được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 5 ha. Cũng không có cái sự khác biệt nhiều giữa hai thiết bị này, và chúng ta tiết kiệm được 1.500.000. Cả hai đều có cái khả năng kháng nước kháng bụi IP67 nè. Và cá nhân mình sẽ chốt Samsung Galaxy A52s 5G nếu mà phân vân giữa hai thiết bị này nha. Bình luận tiếp theo là của bạn Khoa Nguyễn Lê Anh, cái chiếc cáp MHL301 nè, thì có kết nối điện thoại với máy chiếu mini được không anh? Thì chỉ cần cái máy chiếu nào mà có hỗ trợ cổng HDMI thì sẽ được nha. Tiếp theo là của bạn Centerboss, là có dùng cho điện thoại không có MHL không bạn? Thì được nha. Đối với chiếc cáp này mình đã thử làm video kết nối nó với những chiếc máy phone Android rồi, giá cực kỳ rẻ rồi, các bạn có thể xem lại ha. Thì những chiếc máy phone đó này không có hỗ trợ cái kết nối MHL, nhưng mà nó vẫn xuất được hình ảnh thôi. Còn hầu hết tất cả những chiếc Android kết nối với chiếc cáp này đều không xuất được âm thanh nha. Đó, chỉ có iPhone mới xuất được âm thanh thôi. Còn nếu bạn muốn xuất âm thanh thì cái chiếc Android đó phải có cái cổng 3.5 và nối riêng ra loa nữa. Thì khi đó nó sẽ bị cái hiện tượng là hình và tiếng nó không có đồng bộ được với nhau. Cho nên bạn cân nhắc khi mà sử dụng chiếc cáp này cho các thiết bị Android nha.